kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2019 có những nội dung chỉnh như sau. Đêm nhạc tri ân quê hương. Sắp xếp các đơn vị hành trình cấp xã, thực tế và vấn đề đặt ra ở huyện Lê thủy. Phần cuối chương trình là những thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, ngày 13 tháng 7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình đoàn đại biểu quốc hội sở văn hóa và thể thao đã phối hợp tổ chức đêm nhạc tri ân quê hương đến dư có đồng chí nguyễn ngọc thiện ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đại diện lãnh đạo hội nhạc sĩ việt nam về phía tỉnh quảng bình có đồng chí trần công thuật phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh đây là món quà trân quý mà giáo sư, tiến sĩ, anh hùng lao động, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí dành tặng cho quê hương Quảng Bình. Phát biểu tại đêm nhạc, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời nêu bật những cống hiến to lớn của giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí, sinh năm 1957, quê ở xã Phong Thủy, huyện Lê Thủy, đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Nguyên viên trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giai đoạn 2003-2017. Ông là người đề xướng và tổ chức thành công lễ hội Xuân Hồng và hành trình đỏ về hiến máu nhân đạo. Tại đêm nhạc, giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí chia sẻ, ông là người con sinh ra và lớn lên ở huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình, rời quê nhà cách đây hơn 40 năm và lập nghiệp ở Hà Nội. Từ lúc xa quê đến nay, ông đã gặt hái được những thành công trong nghiên cứu khoa học và sáng tác thơ nhạc. Những thành công đó đều xuất phát từ cải gốc là đức tính cân cù chịu khó và ân nghĩa của đất mẹ Quảng Bình. Được truyền hình trực tiếp trên sóng quý BTV của Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Bình, đêm nhạc tri ân quê hương của giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh, 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi, 72 năm ngày thương binh liệt sĩ 18 ca khúc trong tổng số hơn 50 ca khúc mà giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trị sáng tác đã được biểu diễn trong đêm nhạc Tri ân quê hương. Bên cạnh những ca khúc đã được công chúng yêu mến thì có khả nhiều ca khúc mới như Bạc Hồ có một chuyện đi, Hồ Tây khi hoàng hôn. Đặc biệt có nhiều ca khúc Việt về Quảng Bình, Lê Thủy như Quê mẹ Quảng Bình ơi, sóng mãi với thu vàng, Đua bơi quê mình, Về lại mãi trường xưa, Thương lắm câu hò quê mẹ. Đêm nhạc được chia làm 3 phần, gồm quê hương yêu dấu, đi xa và nỗi nhớ, tổ quốc và mẹ, do Thiểu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trình chỉ đạo nghệ thuật. Cũng tại đêm nhạc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội và Sở Y tế Quảng Bình đã đòn nhận sổ tiền 100 triệu đồng trao tặng cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và một gói xét nghiệm tâm soát ung thư gan miễn phí trị giá 500 triệu đồng cho nhân dân Quảng Bình do giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí, kêu gọi các tổ chức cá nhân hảo tâm hỗ trợ. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ cả cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019. Trong nửa nhiệm kỳ qua, cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, đặc biệt là những đơn vị khó khăn, đầu tư các nguồn lực thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Theo đó, cả cấp hội đã phát triển trên 750 hội viên, tỷ lệ cơ sở hội đạt vững mạnh xuất sắc chiếm trên 95%, gia đình hội viên đạt 503 sạch chiếm trên 93%. Trên 10.000 lượt phụ nữ được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với tổng số tiền trên 94 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Đông Hới đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như phát động phong trào phụ nữ nổi không với rác thải nhựa, ra mắt chi hội phụ nữ 503 sạch trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ cả cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12. Trong nửa nhiệm kỳ qua, cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã kết nạp trên 1.100 hội viên, mở các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật với hơn 10.200 lượt hội viên tham gia. Duy trì 87 tổ thu gom rác thải và 178 đoàn đường do phụ nữ tự quản phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh giải ngân số tiền trên 286 tỷ đồng để cho hơn 8.200 lượt hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo cũng được cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Quảng Ninh chủ trọng thực hiện với tổng số tiền trên 1 tỷ 100 triệu đồng và đã được trao cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2019-2021. Đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân ở huyện Lệ Thủy đã bày tỏ quan điểm, ý kiến và đề xuất các phương án trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập bốn đơn vị hành chính cấp xã gồm Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung, Trường Thủy, Văn Thủy. Theo kế hoạch, hai xã Ngư Thủy Nam và Ngư Thủy Trung sẽ sáp nhập thành một xã với tên gọi dự kiến là Ngư Thủy Nam, trụ sở đặt tại xã Ngư Thủy Nam hiện nay. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch quán triệt hội nghị cột cán toàn xã sau đó triển khai cho các chi bộ đồng thời triển khai cho toàn thể nhân dân trong toàn xã được biết các cái chủ trương của cấp trên về là mục đích ý nghĩa sáp nhập đơn vị hành chính hai xã Nguyễn Thủy Trung và Nguyễn Thủy Nam chúng tôi rất phấn khởi và cũng rất mừng bởi vì cái truyền thống được đây là cái xã Nguyễn Thủy cũ là xã Nguyễn Thủy an Hùng giảm nhẹ cái bộ máy làm việc của máy hành chính của là cái như là nhà nước. Thời gian qua, việc đền bù do sự cố môi trường biển tại hai xã Ngư Thủy Nam và Ngư Thủy Trung còn thiếu minh bạch nên đã xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, tạo dư luận không tốt, gây bức xúc trong nhân dân. Chính vì vậy, người dân rất mong muốn cấp ủy chính quyền hai xã cần giải quyết dứt điểm vấn đề này nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước khi sáp nhập. Bên cạnh đó, người dân xã Ngư Thủy Trung cũng bày tỏ sự băn khoăn lo ngại về quá trình đi lại bởi địa bàn sau khi sáp nhập sẽ rất rộng, trụ sở hành trình mới nằm khả xa, gây không ít khó khăn mỗi khi đến giao dịch. Với nguyện vọng của nhân dân thì khi thành lập xã là phải lấy tên là xã Ngư Thủy. Địa bàn mà xa thế này á thì cái trụ sở của xã là phải trung tâm. Công tác cán bộ, thủ tục hành chính cũng là một vấn đề bức thiết cần được giải quyết sau khi sáp nhập hai xã Ngư Thủy Nam và Ngư Thủy Trung sau khi hợp nhất thì chắc chắn sẽ có một số cán bộ dư dư vì thế cho nó cũng đề nghị là lãnh đạo cao cấp nó nghiên cứu sắp xếp bố trí để thực hiện cho được cái tính yêu việt và đồng viên trước mắt đối với đội cán bộ để tạo tâm lý trong trong công việc và làm việc cho hiệu quả về vấn đề cả cái loại giấy tờ văn bản có liên quan vì sau khi hợp hợp nhất đó, thì khi mà có quyết định của ban thường vụ quốc hội thì nên thay đổi một số dân cho bà con để rồi là thuận trong công việc. Đối với hai xã Văn Thủy và Trường Thủy, theo kế hoạch, hai xã này sẽ sáp nhập với tên gọi mới là Trường Thủy. Trụ sở đặt tại xã Trường Thủy hiện nay. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trường Thủy đã đạt chuẩn vào năm 2018. Văn Thủy đang phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019. Chính vì vậy, người dân đã bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với phương án sáp nhập. Tuy nhiên, theo người dân, thì việc đặt trung tâm hành trình mới cần phải được xem xét lại, bởi trước đây Văn Thủy được quy hoạch làm trung tâm kinh tế của vùng bang Thanh Sơn. Trong cái chủ trương sáp nhập xã, thì một số bộ phần cán bộ cũng như nhân dân là có băn khoăn trong cái tên gọi và là về địa điểm trung tâm. Về tên gọi thì đồng tình cao với tên là Trường Thủy còn lại thì vì trí trung tâm á, thì cũng có một số bộ phận người dân có băn khoăn là địa điểm trung tâm thì phải là đặt nơi là có cái điều kiện kinh tế xã hội phát triển hay là có cái giao thông có cái điều kiện kinh tế là chờ, trong đó thì là văn thủy là nơi cái tỉnh lồ năm thổ tứ đi qua để việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thực hiện thành công thì cần tiếp tục huy động sự vào cuộc một cách đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng đồng sức của người dân Bên cạnh đó, cả cấp chính quyền cần nghiên cứu kỳ lưỡng để có phương án triển khai phù hợp, có các giải pháp kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn ở cơ sở để việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính vừa hợp ý đảng, thuần lòng dân, phát huy tính hiệu lực, hiệu quả và tinh gọn bộ máy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đảng quan tâm khác. Minh họa tăng cường phòng trồng cháy rừng trong mùa khô. Phần cuối chương trình là những thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn gửi các sở ban ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương và doanh nghiệp đồng trên địa bàn tỉnh về việc vận động xây dựng quỹ đền ơn đạp nghĩa năm 2019. Nội dung chỉnh như sau. Trong những năm qua, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhờ nguồn, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tích cực vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa bằng sự đóng góp tự nguyện với trách nhiệm và tình cảm của cả cơ quan tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước để cùng nhà nước chăm sóc người có công với cách mạng theo tinh thần nghị định số 45 của chính phủ. Từ kết quả vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa đã góp phần hỗ trợ tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ, xây dựng và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi ổn đau, khám, chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng ghi nhận những tầm lông vàng, những nghĩa cử cao đẹp của nhân dân, cản bộ, công chức, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân đã có những đồng góp thiệt thực, hiệu quả, xây dựng quỹ đền ơn đạp nghĩa của tỉnh nhà. Tuy nhiên, hậu quả của chiến tranh để lại hết sức nặng nề. Đời sống người có công và thân nhân còn nhiều khó khăn, cần được hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước và cộng đồng xã hội. Cả công trình nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ cần được tu sửa nâng cấp. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể, các hội, các cơ quan trung ương và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hãy tiếp tục hưởng ứng và tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019. Thời gian phát động trọng điểm ủng hộ quỹ từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019 với mức tối thiểu mỗi người một ngày lương hoặc một ngày thu nhập hoặc trích từ quỹ phúc lợi của đơn vị doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng phong trào đền ơn đáp nghĩa chăm lo cho thương binh gia đình liệt sĩ người có công với nước có cuộc sống tốt hơn mọi đóng góp ủng hộ xin chuyển về Sổ tài khoản 3761 -090 -547 -73 91011, tài kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình tên tài khoản Ban Quản lý Quỹ Đền ơn Đạp Nghĩa tỉnh Quảng Bình hoặc nộp trực tiếp về thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn Đạp Nghĩa tỉnh tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, địa chỉ đường Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, điện thoại 02323 824 928, 02323 822 393, hết nội dung công văn. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tại lập tỉnh, 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi, 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, hôm qua ngày 13 tháng 7, Khối văn hóa xã hội thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chương trình kỳ nghỉ hồng năm 2019 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên khối văn hóa xã hội đã tổ chức khám và cấp thuộc miễn phí cho trên 100 lượt người dân, trao năm xuất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tặng 100 con gà giống cho hai hồ nghèo, hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây bưởi da xanh cho các hộ dân, Tổng trị giá các phần quà được trao trong đợt này là trên 15 triệu đồng. Dịp này, Hội Văn hóa xã hội đã đến dân hương và trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia Lên Hà. Hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gần với một địa chỉ nhân đạo, vừa qua Hội chữ thập đỏ thị xã Ba Đồn phối hợp với công ty thiết nhiệm mẫu Hàn một thành viên sổ Kiến thiết Quảng Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Mai Thị Thi ở xã Quảng Văn và ông Lê Văn Dũng ở phường Quảng Phong. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ sổ kiển thiết Quảng Bình đã trao tặng 40 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ thị xã Ba Đồn trao tặng 10 triệu đồng. Các tổ chức cá nhân hảo tâm trên địa bàn thị xã trao tặng 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình bà Mai Thị Thi xây dựng ngôi nhà hai gian có tổng diện tích trên 60 m2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ sổ kiến thiết Quảng Bình cũng đã trao tặng 40 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ thị xã Ba Đồn trao tặng 30 triệu đồng các tổ chức cả nhân hảo tâm trên địa bàn thị xã đau tặng 30 triệu đồng để hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Dũng xây dựng ngôi nhà có tổng diện tích trên 70 mét vuông. Sáng nay ngày 14 tháng 7, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội từ thiện Vinaconex, Vimico và những người bạn đã tổ chức lễ khánh thành bể bơi di động và khai giảng lớp học bơi miễn phí cho học sinh trên địa bàn xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. Bể bơi di động được đặt tại khuôn viên trường tiểu học Xuân Mai, xã Mai Hóa, với chiều rộng 8 m, dài 25 m, cao 1 m 40 cùng một số hàng mục khác như nền bể bơi, hàng rào và mái che. Công trình có tổng kinh phí gần 250 triệu đồng, được tài trợ bởi hội từ thiện Vinaconex, Vimico và những người bạn. Ngoài ra, hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với dự án bơi an toàn Scream for Life của tổ chức nhân đạo Gold Quest hỗ trợ các thiết bị dạy bơi như phao bơi, hóa chất xử lý nguồn nước và tập huấn kỹ năng bơi lội cho 60 em học sinh của nhà trường. Kết thúc khóa học này, Hội chữ thập đỏ tỉnh sẽ bàn giao công trình cho nhà trường quản lý và tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng bơi lội cho học sinh trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Hôm qua ngày 13 tháng 7, công ty cổ phần đầu tư và phát triển SFP Quảng Bình đã tổ chức lễ khánh thành trường mầm non Bim Bim. Đây là trường mầm non tư thuộc đầu tiên ở huyện Bộ Trạch Trường mầm non Bim Bim có tổng diện tích trên 3.300 m2, gồm 10 phòng học, 3 phòng chức năng, được xây dựng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và giáo dục cho 300 trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi. Tại đây, các trẻ sẽ được rèn luyện khả năng sáng tạo, tính độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ. Sự xuất hiện của những trường mầm non tư thục có cơ sở vật chất tốt, công tác chuyên môn được tổ chức bài bản sẽ góp phần giảm bớt áp lực cho các trường mầm non công lập đồng thời tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có thêm sự lựa chọn để đưa con em vào học tập ở những nơi có điều kiện phù hợp, qua đó thúc đẩy nền giáo dục của địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, bước vào thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng, khô hanh, nguy cơ xảy ra chảy rừng là rất cao. Chính vì vậy, huyện Minh Hòa đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy rừng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Xã Hồng Hòa hiền cỏ hơn 5.800 ha rừng và đất lâm nghiệp, các diện tích rừng ở đây phân bổ trên nhiều thôn nên công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng gặp rất nhiều khó khăn. Xác định phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm. Chính quyền xã Hồng Hóa đã chỉ đạo các tổ đội quản lý bảo vệ rừng thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động lực lượng, phương tiện chữa cháy để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhằm giảm thiểu những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Xã đã hộp lại các ban ngành và triển khai cho là các khu các thôn của cổ rừng trên địa bàn triển khai là trong công tác phòng cháy chữa cháy nhất là các thôn của cổ rừng thống thì cũng đã là bố trí cho lực lượng là công an quân sự là sẵn sàng trực là 24 đến và mà sau khi có chạy thì báo cáo trực tiếp với đồng chí chủ tịch hoặc đồng chí phó chủ tịch là để công tác là chỉ đạo và làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay huyện Minh Hóa có trên 123.800 ha rừng và đất lâm nghiệp hầu hết diện tích rừng ở đây có đồ dốc cao thảm thực bì dày nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao bên cạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của người dân và các chủ rừng trong công tác phòng chống cháy rừng huyện minh hóa đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm huyện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương và các đơn vị chủ rừng tiến hành lắp đặt biển dự báo cháy rừng xây dựng các đường băng cản lửa đồng thời chỉ đạo kịp thời các tổ đội bảo vệ rừng trực 24 trên 24 giờ, tổ chức tuần tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Địa bàn Minh Hóa thì có hai cái khu vực được huyện xác định là trọng điểm để quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Đó một là cái rừng trong cái bản địa xã Dân Hóa và Trọng Hóa, hai là số diện tích truyền thông ở xã Hồng Hóa. Ở ngay từ đầu năm hạt kiểm lâm Minh Hóa đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đặc biệt là quan tâm để chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng và sau tổ chức hội nghị thì ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo ủy ban các xã triển khai củng cố lại các cái tổ đội phòng chống bợ cháy rừng và tu sửa củng cố lại các hệ thống dụng cụ phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng và trong thời gian cao điểm chỉ đạo các cái lực lượng là tăng cường trực canh gác lại rừng để nhằm phát hiện sớm các cái điểm lửa và dập tắt kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng xảy ra. Thời gian tới thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài. Chính vì vậy, bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng của lực lượng chức năng, thì người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 10. Theo đó, kỳ họp thứ 10 đã nghe và xem xét 25 loài báo cáo và 14 tờ trình. Trong đó có 13 báo cáo và tờ trình được trình bày trực tiếp tại kỳ họp, 12 báo cáo và một tờ trình gửi các đại biểu nghiên cứu để xem xét thảo luận. Thông qua 14 nghị quyết, miễn nhiệm một số chức danh của hội đồng nhân dân tỉnh và bầu bổ sung phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh. Vừa qua, đồng chí Lê Minh Ngân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình hồ đập trên địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và vấn đề về sinh môi trường hệ thống kênh rào đá huyện Quảng Ninh. Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Lê Minh Ngân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo bằng văn bản trình ủy ban nhân dân tỉnh để có sự chỉ đạo kịp thời đối với các cơ quan chức năng bộ trí nguồn vốn đầu tư và sửa chữa một số hạng mục công trình trưởng mùa mưa bão. Về tình hình bệnh dịch tả lợn châu phi đang diễn biến hết sức phức tạp, cả cấp ngành địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân không vứt xác động vật chết ra môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số Việt Nam đạt trên 96 triệu người, trong đó dân số nam chiếm 49,8% dân số nữ chiếm 50,2%, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới, đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines. Đó là số liệu được Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố ta hội nghi trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Mật độ dân số của Việt Nam năm 2019 là 290 người trên 1 km vuông. Trong đó, đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất cả nước. Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 85%, khoảng 91% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học. Công an tỉnh Quảng Bình vừa đầu tranh thành công chuyên án 118G về trọng sản xuất hàng giả giống cây trồng. Qua công tác nằm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh phát hiện người dân trong và ngoài tỉnh đã sử dụng hàng chục tấn giống lạc lúa của công ty trách nhiệm mũ hàng sản xuất và dịch vụ giống cây trồng Thái Bình có địa chỉ tại xã Tiền Hòa, huyện Tuyên Hòa để gieo trồng, nhưng khi thu hoạch thì cho năng suất thấp, chất lượng sản phẩm kém. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định, Đặng Vũ Thái, sinh năm 1982, quê ở xã Châu Hòa, huyện Tuyên Hòa, là người điều hành mọi hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ giống cây trồng Thái Bình. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Vũ Thái về tội sản xuất hàng giả là giống cây trồng theo điều 195 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình buôn lậu gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn biến hết sức phức tạp. Theo đó, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1 bốn vụ vi phạm, tăng 383 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 1.292 vụ, tổng số tiền phạt hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bản hàng tịch thu trên 17 tỷ đồng. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Do nắng nóng gây gắt kéo dài, được có gần 50% diện tích lúa hẻ thu của huyện tuyên Hóa bị thiếu nước. Trước thực trạng đó, cả cấp ngành và bà con nông dân đang tích cực thực hiện các biện pháp chống hạn. Vụ hè thu năm nay, huyện tuyên Hóa gieo kể trên 1.200 ha lúa. Trước tình hình nắng nóng gây gắt kéo dài, huyện Tuyên Hòa đã chỉ đạo các phòng ban liên quan và các địa phương tăng cường tuyên truyền vừa đồng người dân tận dụng các nguồn nước tại chỗ để phục vụ làm đất, xây dựng kế hoạch tuổi tiết kiệm, có phương án thích nước để bơm cho sổ diện tích lúa còn lại. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời thị Quảng Bình đến 14 ngày 15 tháng 7 năm 2019. Khu vực thị trấn Đồng Lê mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm từ 48 đến 65%. Khu vực thị trấn Quỹ Đạt mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm từ 47 đến 65%. Khu vực thị xã Ba Đồn mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 78%. Khu vực Phong Nha mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm từ 49 đến 68%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 78%. Khu vực thành phố Đông Hới mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ tư 31 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 64%. Khu vực thị trấn Quản hao mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ, độ ẩm từ 51 đến 65%. Khu vực thị trấn Giang mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 67%. Vùng biển không mưa, tầm xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m biển bình thường. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến 15 ngày 16 tháng 7 năm 2019, mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 45 đến 70%.